Luật sư tuyên bố cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy sẽ không bị truy tố, tin từ Paris. Luật sư Thierry Herzog tuyên bố cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy sẽ không bị truy tố hay xét xử vì có liên hệ trong việc nhận tiền vận động bất hợp pháp. Lời tuyên bố được đưa ra sau khi các quan tòa Pháp không đặt cựu Tổng thống dưới cuộc điều tra mà chỉ thẩm vấn với tư cách là một nhân chứng. Luật sư Herzog nói rằng, dân chúng cần phải hiểu cựu Tổng thống vô tội, sau 12 giờ thẩm vấn, quan tòa đã không truy tố. Cuộc điều tra đã bắt đầu từ năm 2010 sau khi con gái của bà tỷ phú Bentancur nói rằng đã có những kẻ lợi dụng sự già yếu của mẫu thân bà để khai thác tiền bạc. Trong thời gian điều tra, một cựu nhân viên của bà Bentancur đã tố cáo trong số những người nhận tiền có ông Sarkozy và người thủ quỹ của cuộc vận động bầu cử tổng thống năm 2007. Ông Sarkozy luôn luôn nói rằng ông ta không làm điều gì sai trái. Thất bại cuộc bầu cử tổng thống trong tháng 5 vừa qua, ông Sarkozy đã không còn đặc quyền miễn tố. Việc bị tòa thẩm vấn sẽ làm cho ông Sarkozy khó có thể quay trở lại hoạt động chính trị trong tương lai. Được coi là nhân chứng hỗ trợ, có nghĩa là ông Sarkozy không bị truy tố, ngoại trừ tòa án có những bằng chứng mới cho thấy ông ta phạm tội. Các quan tòa đang điều tra việc rút ra khỏi một ngân hàng Thụy Sĩ 4 triệu euro của bà Bentancur.